Những cô gái bản súng xính trong bộ váy áo rực rỡ sắc màu, gặp các chàng trai vai đeo khèn, tay dắt ngựa xuống chợ. Mọi người vừa đi vừa nói cười, vui như chảy hội. Sau phiên chợ, nhiều chàng trai cô gái cũng bén duyên nhau từ đây. Và đó cũng chính là nét độc đáo riêng của chợ phiên. Xuân đang đến gần, mọi người đi chợ phiên rào san vào những ngày cuối năm như đưa xuân về gần hơn. Tôi cũng đi làm về sau là mua đồ sắm về ăn Tết, và đồng thấy chợ rào san rất là đông người, rất là nhiều đồ. Chợ là nơi trao đổi buôn bán, giao lưu và kết bạn giữa 8 xã của huyện Phong Thổ mà nhiều người vẫn gọi là 8 xã cánh cung biên giới ở phía Bắc. Bà con dân tộc ở nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc vùng cao phía Bắc như dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì. Cứ cách 6 ngày chợ sẽ họp một lần, đến ngày Sửu và ngày Mùi theo lịch âm là bà con nơi đây lại tất bật chuẩn bị lên chợ rào san. Hôm nay tôi lên đây là ngày đầu tiên. Tôi lên đây tôi cảm thấy rất là hài lòng với những gì mình nhìn thấy. Và với bà con tôi cảm thấy rất là vui. Phiên chợ vùng cao rào san những ngày giáp Tết, mặc dù không có quy mô lớn nhưng lại vô cùng ồn ào náo nhiệt, thể hiện rõ nét văn hóa đặc sắc của đồng bào nhân dân các dân tộc nơi đây. Bạn sẽ chẳng thể nào quên được sự đôn hậu, sự nồng nhiệt cùng với cái chân chất thật thà của những con người ở rào san. Để rồi khi trở về mà cứ quyến luyến mãi.